cái đại thừa diệu pháp liên hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày hôm nay con xin được cung kính trang nghiêm, con xin được quy y Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Lê Minh Thành, pháp danh của con là Thiện Phật. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con sinh tâm cảm động và chân thật, một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời. Nguyện này, con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhấn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt, khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phạm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà Ngài giang hộ cho con, cùng hết thảy tất cả muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thấy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát đi sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
什么的说好